Vâng, chào mừng các bác đã quay trở lại kênh YouTube của Tiki Audio. Vâng, ngày hôm nay bên em giới thiệu cho các bác nha, mọi miền tổ quốc yêu âm thanh và các tín đồ âm thanh non lâm hoặc là mới chơi những mẫu loa siêu chép chống tái tuyệt đối. Và bên Tiki Audio vừa cập nhật về những cái mẫu loa siêu chép rất là độc dị trên thị trường hiện nay, hầu như rất là ít những cơ sở nào có thể đáp ứng được những cái tiêu chí như hàng bãi zin và chống cháy tuyệt đối, tiếng chép thanh thoát trong trẻo và không bao giờ gây rối rít trong mic, thì chỉ có Tiki Audio làm được điều đó. Vâng, thì trước mặt quý vị và các bạn đây ạ, vâng, đó là một đôi loa siêu chép JBL chống cháy tuyệt đối, được thiết kế họng còi rất là đẹp. Và đây là cái mẫu loa siêu chép được thiết kế và sở hữu cái công nghệ chép từ neo cho tiếng chép rất là mịn và tơ. Và cái họng còi này nó được sở hữu nhựa cao cấp siêu nhẹ. Và phía sau đây được sở hữu cái bộ phân tần chống cháy tuyệt đối, có thể các bác kết nối từ đằng sau âm ly hoặc là đằng sau những cái cục đẩy công suất lớn, hầu như không bao giờ cháy ạ. Và bên em có bảo hành cho các bác. Vâng, đây là cái mẫu loa siêu chép mà chúng ta đang rất là mong chờ, nói chung rất là nhiều bác anh em cực quan tâm và muốn sở hữu cho mình, thì mỗi lần bên em về được vài đôi thôi. Các bác nào mà xem được video này mà muốn sở hữu thì các bác hãy liên hệ ngay cho Tiki Audio nhé. Vâng, bây giờ chúng ta cùng đi trải nghiệm nhé một đoạn nhạc thánh thoát được hỗ trợ bởi loa siêu chép JBL bãi Mexico ạ. Vâng, các bác ngồi xuống cùng lắng nghe. Vâng, thì đó là nhạc hỗ trợ chép. Bây giờ em sẽ ngắt chép thôi nhé, để các bác so sánh và phân biệt được cái tiếng loa siêu chép hỗ trợ. Vâng, bác thấy không ạ? Tối đi khá là nhiều luôn. Cái bài hát nó không còn được trong trẻo trong vắt mà chúng ta đang được nghe lúc chưa kết nối chép, chưa ngắt chép. Vâng, bây giờ Tiki Audio sẽ lại thêm chép vào cho các bác để các bác trải nghiệm cái giải âm mà rất là trong trẻo. Các bác thấy cái bài hát này được hỗ trợ giải cao không ạ? Hỗ trợ giải cao rất là thuyết phục luôn. Đây dòng tép từ neo rất là mịn, tươi và sáng lắm các bác ạ. Thank you.
một tiếng siêu chép, một tiếng siêu chép hoàn hảo, từ hình dáng, từ cái trống cháy tuyệt đối đến một cái tiếng chép siêu cao cấp như thế này. Và bác nào muốn sở hữu cho mình một đôi loa siêu chép JBL mà màu đen đây, ở giữa đây, thì các bác có thể để lại số điện thoại trên kênh của Tiki Audio nhé. Bên em sẽ cập nhật và tư vấn cho các bác ạ. Vâng, phía đằng sau đây các bạn, đây, đang chơi luôn đây ạ. Đó, kết nối rất là dễ dàng với các bác nhé. Còn sau đây Tiki Audio, Audio xin phép được dừng video. Và chúc tất cả các bác mọi người được chúc sức khỏe nhé và thành công ạ. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.